Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn đó nhưng không vào. Ông Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh. Trong bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện của ngày thứ nhất trong tuần khi Chúa Giêsu phục sinh. Câu chuyện có ba nhân vật, ba tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng là bài học cho đời sống đạo cho mỗi người Kitô hữu. Bà Maria Magdalena ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm, khi trời còn tối, vào ngày đầu tuần. Phụ nữ luôn sống với những cảm xúc và luôn để cho tình cảm dẫn dắt. Bởi vậy, vì thương nhớ Thầy Chí Thánh, bà Maria đã vội vã ra thăm mộ Chúa vào lúc trời vừa hừng sáng. Hai sự kiện lạ đã đập vào mắt bà khi vừa tới mộ. Đó là tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ và xác Chúa không còn nữa. Cũng chính tình cảm và trực giác đã dẫn bà đến chỗ sợ hãi và hoang mang. Bà vội vàng chạy về báo tin cho tông đồ Phêrô và Gioan với một kết luận: người ta đã lấy xác Thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu. Chính tình cảm nông cạn đã che khuất tầm nhìn đức tin của bà Maria. Phải chờ đến khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà mới tin Ngài sống lại. Tông đồ trưởng Phêrô chạy ra mộ, ông được coi là nhân vật quan trọng trong nhóm các tông đồ. Thật ra, cả tông đồ Phêrô và Gioan cùng chạy ra mộ Chúa. Nhưng Phêrô với tuổi khá cao và đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương của sự vấp ngã, nên hầu như luôn dè dặt và nghi ngại. Vì thế, Ngài chỉ nhìn thấy những hiện tượng trước mắt nhưng chưa có phản ứng nào cả. Chính sự nghi nan đã làm cho Ngài chưa dám tỏ lộ niềm tin. Chỉ sau khi đón nhận ánh sáng phục sinh, Ngài mới tin và tin một cách mạnh mẽ. Người được mệnh danh là người môn đệ Chúa yêu, đó là tông đồ Gioan. Với người tông đồ trẻ trung này, tình yêu luôn là động lực thúc đẩy Ngài tiến tới trước và khám phá ra Thầy Chí Thánh trước những người khác. Cùng chạy với Phêrô, nhưng tông đồ Gioan đã tới trước. Tuy vậy, Ngài vẫn nhường bước cho tông đồ trưởng Phêrô. Chính tình yêu đã dẫn đến niềm tin. Chính lòng yêu mến đã soi sáng cho Gioan nhớ lại những lời Thầy nói trước kia. Vì thế, Ngài đã thấy và đã tin. Qua đó, chúng ta luôn nhận ra một điều quan trọng trong đời sống đức tin. Chính những giọt nước mắt tình cảm đã làm mờ đôi mắt đức tin của bà Maria Magdalena. Và chính sự mặc cảm tội lỗi, lòng nghi nan làm chậm bước chân niềm tin của tông đồ Phêrô. Chỉ có lòng yêu mến, sự hăng hái quả cảm, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó mới thúc đẩy chúng ta vững bước trên cuộc hành trình đức tin theo kinh nghiệm của Thánh Gioan Tông Đồ.
Trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu có hai cái nhìn dẫn đến hai thái độ tin. Cái nhìn của bà Maria Magdalena là cái nhìn thoáng qua, nghĩa là bà chỉ đứng ngoài nhìn vào cửa mộ. Bà không bước vào mộ dù tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Hơn nữa, lúc ấy là sáng sớm, trời còn tối, khiến bà bị ngộ nhận là người ta đã lấy xác Chúa ra khỏi mộ. Chính cái nhìn hời hợt này không làm cho bà thấy được sự thật, nên không dẫn bà đến niềm tin đích thật vào sự sống lại của Chúa. Cái nhìn của Thánh Gioan là cái nhìn của trái tim, nghĩa là cái nhìn xuất phát từ lòng yêu mến và sự chân thành. Thánh Gioan đã vào bên trong ngôi mộ, cúi mình xuống để nhìn những tấm khăn liệm. Khi cúi mình xuống trong chân thành và khiêm tốn, Thánh Gioan đã được Chúa ban cho niềm tin mạnh mẽ. Ngài đã thấy và đã tin. Để thấy được Chúa phục sinh, chúng ta cũng hãy nhìn bằng đôi mắt tin yêu, chân thành và khiêm tốn. Đó là cái nhìn luôn hướng về Chúa và về tha nhân. Như Thánh Gioan khi chạy đến mộ, Ngài hướng mắt về Chúa nên chạy thật nhanh, nhưng vẫn nhìn sang Thánh Phêrô để chờ đợi trong cảm thông và kính trọng. Xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt đức tin thật sáng để nhận ra Chúa phục sinh đang trỗi dậy trong cuộc đời chúng ta. Có những tảng đá đang che lấp giữa lòng ta, khiến đời ta như ngôi mộ đóng kín. Từ nấm mộ tối tăm chết chóc của tâm hồn chúng ta, Chúa đã cho sự sống vươn dậy như ánh sáng của ngày mới. Chớ gì chúng ta luôn biết sống lại với Chúa từ nơi huyệt sâu của tội lỗi và gian tà. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa và làm cho cuộc đời chúng con được đâm chồi nảy lộc trong sự hồi sinh.
trần thế.